rồi. Ôi bất ngờ luôn á. Con chút xíu mỡ mỡ vô nữa. Sự kết hợp tuyệt vời. Cái thịt thì là vào thơm quá. Cái phần thịt cá em ăn á, không có độ dai. Đó, mà có trứng nữa kìa. Nhon rụm luôn. Cắn vô miếng mực. Giòn thơm. Ngon mà rần rần người luôn á. Kiểu như là có cái mùi vị rất là quen thuộc. Nhưng mà để tách thử phần nhân bên trong. Đậu hũ này đậu hũ trứng, thơm mùi trứng nhưng đúng. Có cả sữa nữa, em cảm giác là nó có cả sữa ở trong nữa, em cũng không hiểu sao. Lạ ha. Em lý do em tách ra để em xem là bởi vì là anh thấy cái phần kết cấu nè. Nút nè, nút nít. Đúng rồi. Ngon quá em ơi, thêm cái phần mỡ hành rất là thơm luôn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Mới món đầu tiên thôi mà mình đã thấy nhà hàng này chất lượng cao rồi nha. Thật chứ em chưa bao giờ được ăn con này bao giờ. Ủa vậy hả? Lần đầu tiên trong cuộc đời em. Thơm cực kỳ luôn. Mùi tương đặc trưng khi mà xào với nấm đông cô nè. Rất là tốt, cái vị như vị thuốc bắc vậy đó. Lạ ha. Giòn giòn không? Ngon lắm. Nó mềm hơn gân bò. Như là được ăn sữa vậy. Chị thấy là rất là dễ chịu, không có bị dai. Sẽ có hải sâm hoặc là súp bào ngư vi cá. Thì cũng sẽ có hải sâm đi chung. Cho nên là em nghĩ là hải sâm là một trong những nguyên liệu để chế biến món ăn mà mọi người nên ăn một tháng ít nhất là một lần. Nhưng mà nó đậm chất Việt không? Đó, quan trọng là nó ngon. Ngon thật. Khi mà em mới ăn miếng đầu ấy, em thấy nó không thật sự rõ vị cá. Nhưng mà khi mà ăn về em ngậm hạt cơm ấy, thì em cảm thấy cái vị cá nó nhiều hơn, nó ngọt hơn là mặn. Trời ơi. Ôi bất ngờ luôn á. Mềm nha. Nhưng mà cực kỳ mềm. Mềm như tan trong miệng vậy đó. Con chút xíu mỡ mỡ vô nữa. Sự kết hợp tuyệt vời. Wow. Thường là món này thì đa phần sườn họ sẽ ướp trước. Lỡ vọng á thì là sẽ ăn với cá lăng. Cái thịt thì là vào thơm quá. Cái thịt đúng hậu luôn. Mùi lắm nè. Cái phần thịt cá em ăn á, không có độ dai. Đó. Cá này thì em bất ngờ quá. Em cũng nghĩ là như cá lăng nhỉ. Đúng không? Nó dai dai rồi. Nó khá là bất ngờ ạ. Với cả một cái nữa em rất là thích là từ cái bánh đa này. Khi mà em ăn ở ngoài Hà Nội á, vẫn là bạch đa này nhưng mà nó sẽ không rõ được cái vị mè với cả cái vị em không biết có đúng không nhưng mà em cảm giác nó có cái vị cốt dừa ấy. Mà có trứng nữa kìa. Wow. Cái gia vị nêm nếm thật sự là một điểm cộng nữa bởi vì nêm nếm không quá cay nha, rất là vừa đủ, hợp lý quá trời. Hồi nãy em có ăn riêng một cái miếng da cá không thì đúng nghĩa là lần đầu tiên em cảm nhận được là em ăn một cái miếng da cá mà nó rất là lạ. Và em cảm thấy là đây sẽ là một cái món mà em sẽ nhớ hoài luôn á.